Kính thưa quý vị, vật vã ở hành lang bệnh viện giữa đêm lạnh, nằm chật hành lang vì thiếu phòng, vật vã với tấm chăn mỏng dưới gốc cây, sung túc hơn thì được ngủ hai người một giường. Bệnh nhân và người nhà tại một số bệnh viện ở Hà Nội đang trải qua những đêm đông vất vả. Tại hành lang viện tim mạch Hà Nội, bệnh nhân và người nhà đã trải chiếu, đắp chăn ngay từ 19 giờ tối. Tại bệnh viện Bạch Mai, liên tục các chuyến xe cứu thương đưa người bệnh đến cấp cứu trong tình trạng quấn khăn bông kín mít vì gió rét. Chị Như quê ở huyện Yên Mỹ, Hưng Yên đưa người nhà đến điều trị tại bệnh viện Bạch Mai. Chị và người em mang chăn ra gốc cây, ngồi chờ và ngủ qua đêm luôn tại đây để đỡ tốn tiền khách sạn. Đối với những người bệnh và gia đình nghèo khó, bất cứ nơi đâu cũng có thể trở thành chỗ ngủ tạm bợ qua đêm dù Hà Nội đang giá lạnh 9 độ C. Hành lang tại bệnh viện Khê lúc 21 giờ, bệnh nhân nằm chiếm hết lối đi. Hai bệnh nhân nữ mặc nguyên các bộ đồ áo khoác cùng khẩu trang để ngủ, nhưng giấc ngủ không dễ đến trong đêm giá lạnh. Ông Cơ, 60 tuổi và ông Thiệp đều ở quê Vĩnh Phúc ra Hà Nội điều trị. Ông Cơ đã 1 tháng, ông Thiệp gần 2 tháng nằm hành lang như thế này vào mỗi buổi tối. Thời tiết ngày càng lạnh hơn, còn hai bệnh nhân già này chưa biết bao giờ mới được về nhà. Ông Thiệp chia sẻ, ai chưa mổ hoặc mổ rồi đều phải nằm ngoài này hết, trong phòng nhường chỗ cho bệnh nhân nặng hơn hay có khả năng tài chánh hơn. Mọi ngóc ngách ở bệnh viện Khê đều có người đắp chăn nằm qua đêm. Tại một phòng bệnh thuộc khoa ngoại, các bệnh nhân có điều kiện đã chung nhau một chiếc quạt sưởi điện. Khoa xạ trị bệnh viện Khê, những người được coi là may mắn được ở trong căn phòng khá ấm. Tuy nhiên, do quá tải nên hai người phải nằm chung một giường nằm. Một phụ nữ quê ở Đại Yên, Hạ Long, Quảng Ninh, ở bệnh viện một mình. Chị kể rằng, chồng chị cũng đang bị bệnh nằm điều trị tại bệnh viện Bãi Cháy, còn chị phải ở đây, cả hai chẳng ai chăm sóc. 22 giờ đêm, ngồi trên giường chị bật khóc nức nở vì nhớ nhà, sau khi ở đây đã 3 tháng và chưa biết bao giờ được về. Ngoài sân bệnh viện Khê, một số người nhà bệnh nhân nằm vật vã với tấm chăn mỏng tá túc qua đêm chờ trời sáng.